đang có mặt tại Victor trong buổi tối ngày hôm nay à. Và Victor ngày hôm nay hôm nay chào đón ca sĩ Kay Trần. Và ngay bây giờ chúng ta cùng một thời gian tất cả quý vị và các bạn nữa, hãy cùng nhau hướng ánh mắt về phía sân khấu, một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Hiển Trai, Kay Trần. Yeah.
Là sao không hiểu? Ghi rõ đi. Mấy bài kia.
đâu cho em đi vô đi vô đi vô đi xa lâu lâu em đến đâu em đi xa xa em thôi em mới còn tiếng nhưng đâu cho em đi vô đi xa chơi sau chơi coi sau lúc về nhà ăn được mấy ngày đến được mấy đi đêm được đêm đã nghe phút giây em thầm thì nó yêu người này và nhớ thương người kia ôi thôi xin chào em chạy xa em đi mà em ơi em ơi còn tìm anh đâu cho em đi xa đi vô đi xa lâu lâu em lên cơn em đi xa xa em ơi còn tìm anh đâu cho em đi vô đi xa. Yeah. Ok, hồi nãy Yến em sao rồi, bây giờ là trong đây mấy bạn nam nào đang thức tình giơ tay cao lên nào. Ok, bây giờ ai có đèn flash của chúng ta cùng nhau thắp sáng Nha Trang hôm nay đi nào. Vì ca khúc này dành cho tất cả các bạn nam trong đây, mang tên là Phía Sau. Let's get it. Wow, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hy vọng là ai từ ca khúc này hát lớn rồi nhá. Dù bao nhiêu mất em nhưng sao lòng anh vẫn nhớ nào lớn thế nào? That's right baby. Dù chẳng mơ ra cầu nhưng anh sẽ luôn ở phía sau. What? Phía sau. Lòng cứ cho em bờ vai sẽ chia câu chuyện. I will be waiting for you. For you. Lòng cứ cho em vòng tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng chuông vang bên tai có một dòng thơ gửi đến. Ngày 8 tháng 5 hôm nay là ngày của em đám cưới. Trong tim anh rối bời rồi, đôi môi anh muốn thốt lên, trái tim anh rụng rời. Giống như trong phim mơ nhà bạn tôi hay coi. Lúc em xin kêu to hai người cùng chào nhất cưới. Ca đang đứng hát hò còn tôi như muốn giờ tay tôi mất em thật rồi. Hát lớn thế nào chú tám đứng. Sao để ai đó? Trong trông mơ tôi đứng mất nợ ở phía sau căn ca nhìn em một người ta. Tôi biết nói sao đây để nhà xin kinh em. Đâu dám mơ mơ được em chào tên em. Duyên kiếp thế thôi nhìn anh vui hơn người đã cưới buồn cho tôi. Chết trời có chịu vì sao xếp thành bốn chữ. Dưới đất có dạng có người mà sao chỉ có một người tôi. That's right. Hey. Tặng cho cô dâu chú rể tay này em cầm thấy rượu mà tay kia cầm mấy cà rô. Chứ khi hát đã vô mấy cái nhà 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 liền rồi lên đô. Ngày xưa nắm tay em qua con cơ xanh xanh em nói em tình yêu bao năm thề ước thề tốt sao bây giờ em bỏ anh. Bụi chuối hú hí ngày nào cầu che lòng ấm ngày nào tay ngoài tất cả cõi lòng khi biết tới người ta chào em. Chú tám đứng lên nghe sao sẽ tâm bơ cô sáu kế bên cạnh chung rô bơ tôi đứng ngất ngơ ở phía sau cánh ga nhìn em một người ta. Cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. Thật sự là hôm nay rất là vui khi mà được tất cả mọi người yêu quý của bạn. Thật sự là khóc. Thật sự rất là vui khi mà được tất cả mọi người yêu quý như vậy. Là cũng rất là vui khi mà buồn ba được quẩy với tất cả mọi người. Thì Kay xin được chúc tất cả mọi người một năm mới lúc nào cũng thật là sung, thật là quẩy nha. Ok, và ca khúc cuối cùng Kay sẽ gửi đến tất cả mọi người một ca khúc cũng khá là lâu rồi, từ thời hoạt động Happy Boy. Hy vọng mọi người sẽ thích và hát theo. Các khúc mang tên là Để Em Người Xa. Vì anh đã chọn về mình.